khai mạng 4G trong một thời gian ngắn, thể hiện được sự sẵn sàng về hạ tầng truyền dẫn, về hạ tầng công nghệ cũng như là cái hạ tầng về viễn thông thụ động của các doanh nghiệp. Hiện nay nói về mặt chuẩn thì hạ tầng của các nhà mạng viễn thông là đều là chuẩn, tức là theo một cái chuẩn quốc tế là GSM đi từ 3G đến 4G và tương lai sẽ là 5G. Cái thời gian triển khai cái mạng 4G ở Việt Nam rất ấn tượng, có thể nói là kỷ lục của thế giới. 2 năm vừa rồi cũng chứng kiến cái sự tăng trưởng của smartphone. Cái số lượng smartphone tăng trưởng đó nó cũng là một cái tiền đề về hạ tầng để khách hàng có điều kiện truy cập và sử dụng dịch vụ. Dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số cũng sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai trong năm 2018, cũng là một cái thách thức đối với các doanh nghiệp. Một cái trọng điểm của năm 2018 và 2019 đấy là chúng ta phải tập trung trong cái việc là chuyển đổi người sử dụng từ công nghệ cũ, tức là 2G, 3G lên 4G. Bộ Thông tin Truyền thông sẽ ngừng thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện. Việc chứng nhận hợp quy hợp chuẩn sẽ tiến hành sau khi nhập khẩu. Đây là một cái chính sách rất thuận tiện cho các nhà mạng để nhanh chóng triển khai nhập khẩu thiết bị và thiết lập mạng cung cấp dịch vụ 4G. Bộ cũng đã rất sẵn sàng, đặc biệt là với băng tần 2.6GHz và cũng đã đảm bảo cái khả năng sẵn sàng của cái băng tần 700. Năm 2019 sẽ có những cái mạng 5G thương mại đầu tiên, và năm 2020 thì sẽ được triển khai rộng lớn trên thế giới. Như vậy thì Việt Nam chúng ta cũng không còn nhiều thời gian, và bây giờ là thời điểm đúng để chúng ta có những cái bước chuẩn bị. Ví dụ như là chuẩn bị chiến lược băng tần cho 5G, các nhà mạng thì lên cái kế hoạch chiến lược mạng lưới. Các nhà mạng cũng cần phải có cái kế hoạch làm sao khai thác cái hạ tầng 2G, 3G, 4G hiện có hiệu quả, cũng như xây dựng cho mình một cái kế hoạch triển khai mạng 5G. Hội nghị năm nay chúng tôi đưa lên một cái hệ thống hạ tầng 4G sẵn sàng. Thế thì các ứng dụng mà thụ hưởng và triển khai trên cái việc 4G đó như thế nào, sẽ có những cái bài học kinh nghiệm, những cái diễn giả quốc tế, rồi các chuyên đề chuyên sâu về vấn đề này. Và đặc biệt tập trung vô năm nay, cái quan trọng là cái chính sách xây dựng về chuyển mạng giữ số. Tin rằng các nhà đầu tư, các nhà cung cấp thiết bị có thể ngồi với nhau đưa ra cái viễn cảnh chung và cái hình ảnh chung của cái thị trường viễn thông 4G, 5G.